Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mất việc, không còn thu nhập trong khi có cả một gia đình cần phải chăm lo, khiến nhiều công nhân phải tăng tiền chi tiêu hơn so với trước. Họ không dám mua sắm cho bản thân mình, chỉ dám chi tiêu tiết kiệm nhất có thể, ưu tiên cho những thứ cần thiết nhất. Báo Lao Động thông tin. Trước đây, khi còn đi làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thu Huyền thường cho con tiền ăn sáng để cả hai chủ động khi đi làm, đi học. Nhưng từ khi mất việc vào giữa tháng 7 đến nay, chị nấu ăn sáng cho các con. Tính ra từ nấu ăn sáng cho các con sẽ tiết kiệm được khoảng 600.000 đồng trên một tháng, chị Huyền tính toán. Thời điểm công việc còn ổn định, thu nhập của nữ công nhân này được khoảng 8 triệu đồng trên một tháng. Chồng chị có thu nhập khá cao, 25 triệu đồng trên một tháng. Mỗi tháng chồng chị chuyển cho chị 5 triệu đồng để lo cho gia đình, giữ lại 20 triệu đồng để trả nợ tiền mua đất, xây nhà tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Như vậy, tổng cộng chị Huyền có 13 triệu đồng để lo việc học tập của hai con, ăn uống, sinh hoạt, đi lại của cả gia đình. Tôi thường xuyên để dành lại được một chút tiền, thi thoảng tôi còn gửi tiền cho bố mẹ ở quê, chị Huyền nói. Thời gian trước khi nghỉ việc, thu nhập của nữ công nhân này chỉ dừng ở mức 5 triệu đồng trên một tháng. Sau khi nghỉ việc, không còn thu nhập, bước đầu chị trông chờ vào khoản hỗ trợ 9 tháng lương của công ty, tương đương 70 triệu đồng. Khi biết chị mất việc, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn hơn, hàng xóm chị thường xuyên cho thực phẩm. Trước đây, khi tôi làm việc, họ ngại không dám cho đồ ăn, nhưng giờ thấy tôi thất nghiệp, kêu nhiều quá nên thường kêu tôi qua lấy. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được một số tiền đáng kể dùng để mua thực phẩm, chị Huyền kể. Chưa kiếm được công việc mới, chị Huyền dự định sẽ xin đi bán hàng. Thời gian làm việc từ 7 giờ đến 15 giờ, thu nhập 3,5 triệu đồng trên một tháng. Có trường hợp còn đau xót hơn khi công nhân mất việc lúc sinh con. Làm cùng công ty, cùng mất việc như chị Huyền, chị Đỗ Thị Loan, quê Vĩnh Phúc, lâm vào tình cảnh khó khăn hơn. Khi 2 tháng nữa sinh con thứ 3, chồng chị cũng làm công nhân, thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng trên một tháng. Trước đây, khi công ty ăn nên làm ra, những nữ công nhân này có mức thu nhập từ 10 đến 11 triệu đồng trên một tháng. Tuy nhiên, phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 18 giờ trong ngày. Nhưng chị Loan cũng chấp nhận bởi số tiền đó, đảm bảo cho chị trang trải cuộc sống, nuôi hai con ăn học. Hai năm nay, thu nhập của chị bị giảm sâu, chỉ còn 4 đến 5 triệu đồng trên một tháng. Ngày hôm trước mất việc, hôm sau nữ công nhân này trả nhà trọ để về quê. Chồng tôi làm ở quê, hai con học ở quê, nên khi thất nghiệp, tôi hồi hương ngay. Hơn nữa, về quê sẽ đỡ tốn chi phí hơn, trong đó không mất khoản tiền thuê nhà. Ngoài ra, còn đỡ tiền mua thực phẩm bởi nhà có ao, vườn, chị Loan cho hay. Nữ công nhân sinh năm 1989 này chưa xác định rõ định hướng việc làm sau khi hết thời gian thai sản. Có một điều chị cân nhắc, đó là phải thắt chặt chi tiêu trong thời gian tới. Tôi xác định chị chi tiêu những gì cần thiết, như học tập của hai con lớn, rồi mua sữa cho con nhỏ. Tôi không chi tiền để mua những thứ chưa thực sự cần thiết. Đã lâu rồi tôi chưa mua cho mình một bộ quần áo mới, và chắc thời gian tới cũng sẽ như vậy, nữ công nhân nói. Trong cuộc trò chuyện, chị Loan không giấu được sự lo lắng khi nghĩ đến thời gian sắp tới khi chị sinh con mà không còn việc làm, thu nhập. Hai con đầu, do không có sữa mẹ nên chị phải mua sữa ngoài, rất tốn kém. Cháu thứ ba này có lẽ tôi vẫn phải mua sữa ngoài, mỗi tháng hết vài triệu đồng. Tôi sẽ dùng số tiền hỗ trợ 9 tháng lương của công ty để cùng chồng nuôi con, trang trải cuộc sống. Nữ công nhân mất việc sau 16 năm gắn bó với công ty này chia sẻ. Cũng như nhiều công nhân lớn tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Lê Thị Hương, quê tại Thanh Hóa, bị công ty cho thôi việc hồi đầu năm khi chị 42 tuổi và có thâm niên hơn 20 năm. Chưa được báo trước một tháng khi nhận quyết định sa thải, chị Hương vẫn sốc, mất ăn mất ngủ cả tuần. Những ngày đầu mới nghỉ việc, chị cứ thất thần, thỉnh thoảng lại chạy ra trước cổng công ty đứng nhìn về phía trong, rồi nước mắt chảy dài. Công ty may, nơi lưu giữ cả thanh xuân của chị. Con đường từ nhà trọ đến công ty đã lưu dấu bao nhiêu kỷ niệm của chị, nay đã kết thúc. Càng nghĩ chị càng tan nát cõi lòng, nghĩ mình như người thừa của xã hội. 6 tháng kể từ khi cầm tờ quyết định, ám ảnh cuộc đời, những lo sợ của chị đã thành hiện thực. Con chị chuẩn bị vào năm học mới, rất nhiều khoản chi phí phải lo, nhưng tiền ở đâu? Chị không phải là người lười biếng,
Những tháng ngày qua, chị đi xin việc khắp nơi. Cả chục bộ hồ sơ chị gửi đi nhưng không nhận được hồi đáp. Trong lúc chờ đợi, chị chấp nhận đi rửa chén, quét nhà 12 tiếng mỗi ngày để có 6 triệu đồng. Số tiền chỉ đủ chị trả tiền trọ và mua sữa cho con. Giữa lúc chị Hường chênh vênh thì chồng cũng gần như thất nghiệp. Mỗi tuần chỉ làm từ 1 đến 2 ngày, có khi nghỉ nửa tháng mới đi làm lại. Cứ mỗi ngày trôi qua, hai vợ chồng lại nhìn nhau thở dài. Tương lai phía trước như vô định. Ở lại thành phố gặp nhiều khó khăn, nhưng hệ nhắc tới chuyện trở về quê nhà, chị Hường lại rơi vào trầm tư. Nữ công nhân chia sẻ, bản thân chị không có đủ can đảm trở về vì sợ hàng xóm nghị định. Nhà đông anh em nhưng chỉ có chị là khó khăn nhất. Nhìn lại bản thân còn quanh quẩn cảnh nghèo, chị Hường chợt thấy xấu hổ khi không thể lo cho gia đình ở quê. Bỏ xứ đi làm mấy chục năm trời, giờ trở về tay trắng biết nói làm sao. Bố tôi đã mất, giờ chỉ còn mẹ già ở nhà. Nếu giờ mẹ thấy cảnh tôi làm ăn thất bại, tôi cũng lo mẹ sẽ buồn. Chị Hường nghẹn ngào. Không những vậy, quê nhà đa số là công việc đồng áng. Chị Hường thừa nhận, nếu có về, chị cũng không biết bắt đầu từ đâu. Với số tiền được công ty trợ cấp khi thất nghiệp, nữ công nhân cũng không đủ can đảm khởi nghiệp ở quê. Sợ chị sẽ thất bại một lần nữa. Lúc đó, chị e là mất cả chị lẫn chài. Nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện tại, chị Hường rầu rĩ, ở không được, về cũng không xong. Vài tháng trước, chị Ngọc Thắng, 39 tuổi, quê tại Bến Tre, là một trong những công nhân nằm trong danh sách giảm biên chế của công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Doan. Sau khi bị sa thải, chị Thắng xin làm giúp việc, đưa đón trẻ nhỏ hay bất kỳ công việc nào gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Dù có thử nộp đơn xin việc vào một số nhà máy tại thành phố, chị Thắng cũng ngậm ngùi ra về vì độ tuổi không đủ cạnh tranh với nhân sự trẻ tuổi. Mỗi ngày, chị Thắng đều mệt nhoài trở về nhà khi trời đã tối muộn. Với công việc làm ô sin theo giờ, chị Thắng kiếm được hơn 100.000 đồng trên một ngày. Gia đình có hai con nhỏ, ba mẹ già, chị Thắng và chồng không ngày nào thoát khỏi nỗi lo tài chính đè nặng trên vai. Chồng chị quê ở Bến Tre, đến nay vẫn còn công việc ở thành phố, nhưng thu nhập của hai vợ chồng chỉ vừa đủ nuôi gia đình 6 miệng ăn. Nhắc đến chuyện về quê tìm việc, chị Thắng vội lắc đầu. Ở dưới quê, người ta thất nghiệp còn chạy ngược lên này mà. Tôi có hỏi thăm, nhưng nhân sự ở dưới họ xin việc không được. Nhà máy cũng giảm biên chế, không khác gì trên này. Đối với chị Thắng, bản thân chị và chồng dù khó khăn nhưng vẫn nuôi hy vọng, mong manh, bám trụ lại thành phố. Bởi dù có trở về quê, thật tình chị và chồng không biết làm công việc gì. Nữ công nhân chia sẻ, dạo gần đây, chị đã quen dần với công việc mới. Thu nhập hiện tại dù không có dư, nhưng vẫn giúp vợ chồng chị tạm yên tâm chăm lo cho gia đình. Trong lúc đó, cả gia đình chị hy vọng cầm cự được đến lúc kinh tế phục hồi. Chị sẽ tìm một công việc mới có thu nhập tốt hơn, mong mỏi về quê vì sống tại thành phố áp lực. Chị Bích Tuyền, 35 tuổi, quê tại tỉnh An Giang, cũng cố đành cố bám trụ. Là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Doan, chị Tuyền gần đây không được tăng ca, nhưng may mắn không bị giảm giờ làm quá nhiều như những công nhân khác. Mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ, không biết mình có bị sa thải hay không. Về quê thì cuộc sống thoải mái hơn thật, nhưng đã phóng lao thì theo lao. Giờ chúng tôi về quê phải đối mặt với nhiều vất vả khác, chi bằng ở lại đây cố gắng thêm một thời gian nữa xem sao. Dù sao ở thành phố cũng dễ kiếm việc mới hơn ở quê, chị Tuyền nói. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, hầu hết người lao động đã có gia đình, thường để con cái cho ông bà chăm sóc và chọn cách đi làm ăn xa với hy vọng có được thu nhập cao hơn để gửi về. Khi mục tiêu trên không đáp ứng được và điều kiện làm việc ở khu vực nông thôn ngày càng tốt hơn, người lao động có xu hướng trở về quê hương làm việc để đoàn tụ với gia đình. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc cho biết, hiện có hai kỳ xét tăng lương khác nhau, một kỳ cho khu vực tư nhân và một kỳ cho khu vực công. Lần nào nghe tăng lương thì giá cả sinh hoạt đều tăng theo. Vì vậy, chính phủ nên xem xét tăng lương cho cả hai khu vực cùng một lúc để tránh lạm phát hai lần trong một năm do tăng lương. Hỗ trợ thiết thực thứ hai là cải thiện chỗ ở cho người lao động ở trọ. Nhà nước cần ban hành quy định về tiêu chí xây dựng, cung cấp nhà ở, phòng trọ cho người lao động và quán triệt việc thực hiện để đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho người lao động di cư. Ngoài ra, cần rà soát các chính sách hiện hành để thực hiện hiệu quả việc giảm chi phí điện nước cho người lao động, thành lập trường mầm non tại các khu công nghiệp hoặc quy định khu công nghiệp phải có trường mầm non
để hỗ trợ người lao động có nơi trông giữ con cái trong giờ làm việc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!